Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem chiếc Hyundai i10 máy 1.2 số tự động 2016 mới chạy chỉ có 17.000 cây. Đây được Erica chào bán với giá 376 triệu. Ok, mình đi một vòng cho các bạn xem nhé. Đây là bản 2016 xe nhập nha các bạn. Xe này là xe nhập màu cam 2016 máy 1.2 số tự động. Nhìn đẹp chưa? Rất là đẹp nha. Ok, mình mở cốp cho các bạn coi. Cốp chưa mở lên nha các bạn, còn nguyên zin hết nha. Đây, còn cốp này. Đó, có bánh xe cua coi. Đây, bánh xe cua chưa sử dụng luôn nha các bạn. Xe cua chưa sử dụng luôn. Đây, các bạn nhìn trong cái cốp này, sáng ghê chưa. Ok, bạn sẽ coi nhé. Xe này có cả miếng dè luôn nha các bạn. Miếng dè luôn nhé. Ok. Đó, nhìn ghế nè. Ghế còn căng ghê không. Xe này chạy đúng chất 17.000 nha các bạn. Cần số này. Số còn bóng lưỡng lắm thấy chưa. Xem cái DVD luôn nha các bạn. Ok, mình lên đề máy cho các bạn xem nhé. Ok, đề máy thôi. Có nút để start up nha các bạn. Để start up nha. Ok, đây là bản đủ nha các bạn. Bản đủ có để start up nè. Có DVD nè. Có gương gặp chỉnh điện nè. Bản thiếu thì những cái đó nó không có nha. Bản thiếu không có. Rồi các bạn nhìn cái cần lấy. Rất là sáng bóng nha. Sáng bóng. Vô lăng nè. Xe có tích hợp điều khiển trên vô lăng nha các bạn. Bản thiếu thì không có nha. Bản thiếu không có điều khiển trên vô lăng. Tôi thấy vô lăng còn rất là mới nha các bạn. Ok, thử âm thanh coi. Xe sạch sẽ, chả có vấn đề gì cả. Ghế này các bạn thấy cái ghế không? Căng đét luôn. Okay. Cho các bạn xem cái này. Cái này giờ nó còn ni lông là biết chủ người ta giữ cỡ nào à. Bây giờ còn ni lông luôn các bạn. Ni lông luôn. 17.000 cây nha các bạn. Rồi, mình ra mình mở máy cho các bạn coi. Có hỗ trợ đậu xe nữa nha các bạn. Hỗ trợ đậu xe. À, xe nhập nè. Thế giờ xe nhập nha.
sẻ. Ok, đây là cái máy của chiếc Hyundai i10 máy 1.2 số tự động nha các bạn, xe nhập. Ok, mình sẽ soi tận những con ốc cho các bạn xem. Xe này bên mình mới vệ sinh máy xong. Đây, máy thì vẫn như những chiếc khác thôi, nguyên zin 100%. Cam kết không đâm đụng ngập nước, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Tất cả các xe bên mình đều cam kết 100% xe nào cũng như vậy nha. Ốc áp nguyên zin 100%, không đâm đụng ngập nước. Bây giờ những xe mới mà hãng giao cho các bạn là chỉ là xe lắp ráp trong Việt Nam thôi nha các bạn. Bây giờ những cái xe mà xe nhập này nó rất là có giá. Rất là có giá. Xe này đang được Andica chào bán với giá 378 triệu. Ok, rất là đáng cân nhắc cho các bạn nha. Mới chạy có 17.000 cây thôi. Rồi mình đi một vòng cho các bạn xem. Rồi muốn xem xe này thì các bạn hãy liên hệ cho mình 0972 608010, hoặc là đến đi trực tiếp đi Edica Lenin của 250 Lenin của phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hãy đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.